Ngày 15 tháng 9, đại diện phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, 24 tuổi, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Cả hai cầm đầu đường dây môi giới mại dâm, trong đó có hoa hậu và hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp. Từ kết quả điều tra chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cầm đầu, BC02 phát hiện thêm đường dây mại dâm cho Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam quốc tế. Phòng BC02 xác định Nguyễn Thành Liêm và Hà Thủy Vân Anh là hai người cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm. Phòng BC02 chủ trì phối hợp công an quận 7 đã bắt giữ Nguyễn Thành Liêm và Hà Thủy Vân Anh. Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát kiểm tra tòa nhà Oakwood Residence Sài Gòn, phường Tân Phong, quận 7 và khách sạn La Gallery, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong số này có TTH 36 tuổi là Hoa hậu Thế giới người Việt đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng và NTT 27 tuổi là Hoa khôi du lịch Việt Nam đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bốn cô gái khai được Nguyễn Thành Liêm và Hà Thủy Vân Anh môi giới đi bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residence Sài Gòn và khách sạn La Gallery. Liêm và Vân Anh khai nhận liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm. Với nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker tham gia bán dâm, giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu, tương đương từ 2.000 đô la Mỹ đến 10.000 đô la Mỹ. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 đô la Mỹ đến 2.000 đô la Mỹ một lần gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu. Mở rộng đấu tranh, phòng BC02 chủ trì phối hợp công an Hà Nội, công an Hưng Yên chiên nhiều mũi truy xét và đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội, Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên, đây là hai người trực tiếp tham gia môi giới mại dâm cao cấp trong đường dây trên. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm giúp sức cho Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thành Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở phòng BC02 số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.